thiệu cả nhà một cái mảnh vườn này tới 9 hết cho ta nha nha. Đây là cái trước tiên đây mình quay đoạn đường đất. Đoạn đường này là có hiện trong sổ luôn là 4 mét đường đất đi thẳng ra luôn. Bên đây có một trang trại khủng khiếp luôn. Nói chung mà nè các bạn nhìn trang trại, cái trang trại này là đúng 10 mẫu nha các bạn. Trang trại này là 10 mẫu thì chút nữa mình đứng ở trên mình quay cho các bạn coi rõ trang trại này hơn. Cái này là trang trại heo. Nhưng mà không hề có hôi thối, người ta làm rất là ok, điện bao pha luôn nha các bạn. Nếu mình mua cái mảnh đất này là thích hợp cho mình làm trại heo hoặc trại gà hoặc là chăn nuôi hay gì, bất cứ cái gì cũng ok, tại điện bao pha. Với thứ nhất là trong khu này dân cư nó hơi vắng. Đây thì cái đoạn đường này là cái đất của mình hiện trên sổ luôn nha các bạn. Hiện trên sổ luôn. Tại mình quay từ khúc trên xuống hai bên luôn. Nè. Cặp bên đây cũng là của mình, cặp giáp với cái công ty này là của mình luôn. Hai bên luôn, còn bên đây cũng là của mình. Thì cái diện tích cái miếng đất này là 1 hết, bên đây 5 sào, bên đây 5 sào. Rồi cao su bên kia nữa là tổng diện tích miếng đất này một chủ là 9 hết. Mà 1 hết là một cưới một sổ. Thì trong đây là 9 hết là 9 cuốn sổ nha các bạn. Sổ trồng cây lâu năm. Thì giá chủ cũng kêu giá cũng rất là mềm. Giá chỉ có 400 triệu một hết thôi nha các bạn. Đó, 400 triệu một hết. Đất sỏi cơm, chút mình cho các bạn coi cái đất. Thì giờ mình đi thẳng lên. Thì đây tới 9-10 hết thì mình không có quay cách nào cho nó rõ, thì mình cứ quay đường đi cho các bạn nó coi cho nó tiện hơn ha. Cái đường này chừa ra 4-5 mét có mắc mương hết. Mà hai bên này là điều của mình hết. Là cái miếng điều này là 1 hết nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy thẳng lên. Rồi mình chỉ cho các bạn từng hết ha. Mình đi theo không làm được. Đây nha các bạn, mình chạy theo đây. Đây. Đó, cái công ty đây, thì chút mình lên trên mình quay lại cho các bạn coi. Ở đây là điện ba pha hết cho các bạn. Thích hợp cho các bạn mở chạy gà, chạy heo hoặc là chạy bò, cái gì, xưởng gì cũng rất là ok. Thì tổng diện tích đất này tới 9 hết là một chủ. Thì cứ một sổ vậy là 1 hết. Cứ 1 hết là một cuốn sổ. 9 hết 9 cuốn sổ. Đây là đầu từ tầng 3 này đi vô đất của mình nữa đây. Thì đây đi ra đường nhựa chỉ có khoảng 100 mét thôi, chút nữa mình đi ra cho các bạn coi luôn. Là cái sổ cái đất này hiện thị đường sổ đất lên là 4-5 mét hay hết gì đó. Vì chính cuốn sổ cho nên mình không có thể quay hết cho các bạn coi được. Thì hồi nãy người ta làm việc nhà nước hết giờ, người ta đi theo mình luôn cho nên là không có cầm sổ đi. Thì các bạn mua thì mình sẽ gửi sổ cho các bạn ha. Đây, cái đất của mình đây. Đó, chủ vườn đi xe du lịch lên ngồi đó, đó đó. Thì cái đường này là mình đi ra khoảng 100 mét là tới đường nhựa. Còn đây là cái công ty. Điện thì điện ba pha, tí mình ra quay con đường luôn. Còn đây là cái đường đậu thiệt. Cái đường nãy mình đi quay xuống đó các bạn. Đó, đường hiển thị lên sổ hết nha các bạn. Đây giờ đồng đi vô nữa đây. Nói chung là đường xá cũng thuận tiện. Đó, cái vườn điều này là bên kia 5 sào, bên đây 5 sào là đủ 1 hết nha các bạn, là một cuốn sổ. Thì ở đầu vô cao su này là 4 hết. Đây cao su của mình đây cho các bạn, cao su này mấy năm rồi chị? Em. À, cao su này bước qua năm thứ 3 nha các bạn. Thì này ở đây là xã Phước Thiện. Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha các bạn. Đây đất này nó cũng mềm, đất trắng trắng mà có sỏi nha các bạn. Đó. Đây mình đứng đây mình quay cái công ty cho các bạn coi ha. Đó. Các bạn thấy làm công ty hoành tráng không? Đây điện ba pha hết nha các bạn. Cái công ty này người ta làm tới 10 mẫu đó các bạn. Tổng diện tích cái công ty đó là 10 mẫu thì cái này 9 mẫu. Thì cái cao su này là năm nay là năm thứ 3. Là tổng diện tích cái cao su này là 4 hết. Mình tất cả cao su nhỏ này là của mình, còn cao su lớn là của người ta. Thì mình đứng đây mình quay cho các bạn thấy rõ hơn. Đây mình phóng ra cao su lớn đây. Đó, tới vườn cao su lớn là cái ranh của người ta nha các bạn. Còn cao su nhỏ là của mình. Đất này nó cũng hơi triền chứ dốc thì cũng không dốc mấy nha các bạn. Cũng hơi triền triền thôi.
Đó, kế bên mình là công ty đó là trại heo. Thì bên đây là mình cũng thích hợp cho làm trại gà. Trại heo gì cũng được, tại vì ở đây có dòng điện ba pha. Đó, tổng diện tích cái vườn cao su này là 4 hết. Thì cưới mỗi 2 hết là mỗi cuốn sổ như các bạn, trong đây tổng cộng là 9 hết là 9 cuốn sổ. Thì các bạn có nhu cầu mua hết á, thì cũng được, mà nhưng các bạn có nhu cầu mua 1 hay hết thì người ta sẽ bán 1 hay hết. Tại vì mỗi cuốn sổ là 1 hết nên các bạn cũng có quyền chọn lựa nha các bạn. Thì 1 hết chủ kêu giá 400 triệu. Thì chủ cũng kêu giá chốt để bán. Để xem dưới. Bây giờ mình xuống mình quay cái đám điều nha cho các bạn coi ha. Đó, thì cái đường đất của mình có hiện trong sổ đây là 4 mét. Đó, còn ở đây là 4 hết điều là của mình nha các bạn. Điều này thì cũng mới có trái thôi. Đây, điều của mình là bên đây là 4 hết điều nữa đây các bạn. Đó, điều cũng đang thu trái luôn. Mà giá có 400 triệu thì mình thu hoạch thì nó quá là ok rồi. Điều này là do nếu các bạn không phá thì các bạn vẫn thu hoạch được. Tại vì trồng rất là đều, không có chết một cây nào luôn nha các bạn. Tổng diện tích vườn điều này là 4 hết. Đây, hồi nãy mình đứng ở trên đó. Vườn cao su đó. Nhưng cô chủ nhà đang đứng đó đó. Thì đó, mình cũng quay tổng diện tích cái vườn cao su bên đây là... Mình cũng xin nói lại, vườn cao su bên đây là 4 hết. Tổng cộng là 4 hết cao su, 5 hết điều vậy đi, cho các bạn dễ phân biệt. Thì cứ mỗi hết là mỗi sổ, 9 hết là 9 cuốn sổ. Chủ nhà làm 9 cuốn sổ luôn nha các bạn. Thì các bạn tỷ như mình muốn không có đủ điều kiện mà mua hết 9 hết này, thì các bạn mua 1 hết, 2 hết, 3 hết không quan trọng, chủ nhà sẽ chấp nhận bán cho các bạn luôn. Là gì? Tại vì sổ nó đã có sẵn rồi, riêng biệt, cho nên là ví dụ như các bạn mua bên nào người ta bán bên đó. 1 hết giá chỉ có 400 triệu thôi nha các bạn. Sổ trồng cây lâu năm luôn. Đó, thì mình cứ đi cao su của mình là đi tới đây. Là hết cao su. Còn điều của mình là đi tới đây. Có móc mương hết rồi. Trong đây nói chung là dân cư thì nó cũng vắng nên ta mới mở trại heo được nha các bạn. Đây, cũng chậm thôi. Điều của mình là tất cả đây là 4 hết nên là thu trái hết nha các bạn. Thu trái hết. Thì mình mua vô mình muốn phá bỏ hoặc là mình để vậy thì mình vẫn có cái nguồn thu hoạch. Mà này điều thì tới đầu năm năm cuối năm nay mới có trái. Tại thì điều một năm nó có một lần thôi. Nói chung là cái sổ này nó cũng hiển thị đường đi lên. Đây, cái vườn điều bên đây thì tới lô cao su này là hết hết ranh giới nha các bạn. Đó, nó giáp với lô cao su này. Thì tất cả cái vườn điều này là của mình. Tổng diện tích, mình xin nhắc lại, tổng diện tích miếng đất này là 9 hết, 4 hết cao su và 5 hết điều. Cao su trồng 3 năm và điều thì cũng trồng 3 năm y như vậy hết, nhưng mà điều đã thu trái. Thì 9 hết là 9 cuốn sổ, mỗi cuốn sổ là 1 hết. Chủ kêu bán 1 hết 400 triệu là thương lượng sổ sách thôi chứ chủ không bớt nữa. Đó, thì người ta làm việc nhà nước thì người ta hết giờ làm việc cái người ta điện mình đi luôn nên là cũng quên đem cuốn sổ theo. Mình có dặn rồi nhưng người ta sẽ gửi qua. Thì các bạn muốn xác định mua thì mình sẽ gửi sổ qua cho các bạn. Thì cứ mỗi cuốn sổ là 1 hết. Các bạn tính muốn mua bao nhiêu hết thì người ta sẽ bán cho các bạn. Cứ 2 hết thì đưa 2 cuốn sổ, tại vì nó có phân biệt hết rồi. Nó sổ riêng hết rồi các bạn nên nó cũng dễ, chứ còn sổ chung thì người ta sẽ không bán vậy đâu. Nhưng mà sổ riêng thì các bạn nếu nhu cầu mua ít thì người ta sẽ bán ít, 1 hết, 2 hết, 3 hết gì người ta sẽ bán cho các bạn. Còn mua hết thì người ta sẽ bán hết một lần. Bây giờ mình qua mình ra quay thẳng con đường nhựa cho các bạn coi ha. Đây các bạn nhìn cái trang trại rất là hoành tráng không? Điện ba pha đàng hoàng thấy không các bạn? Đó. Trang trại này làm rất là rộng nha các bạn, 10 hecta làm hết luôn, không hề có mùi gì hết, đẹp hết các bạn. Bây giờ mình chạy ra, mình quên các bạn, đường này đường bê tông không phải đường nhựa nha các bạn, nhưng mà đường bê tông rất là bự, tới 3-4 mét, lận 4-5 mét gì đó. Đem ra cho các bạn coi. Giờ từ trong rẫy nè, mình chạy ra, bắt đầu chạy ra đường nè. Đây, chỉ có 100 thước thôi các bạn. Này, cái công ty nãy đây.
Đó, đây tới đường bê tông rồi đây các bạn. Đây công ty đây, cổng công ty đây. Đây nha các bạn, cái đường bê tông của mình đây. Từ đây mình đi thẳng, chỉ chặn thẳng ra, nếu mà từ Sài Gòn lên đây là khoảng 170 cây, Bình Dương lên là 140 cây nha các bạn. Cái đoạn đường này à, đây ra tới ngay đường DT759B là khoảng 10 cây số, 10 cây không em? Tới không? Khoảng gần 10 cây chưa tới nha các bạn, thì mình nói khoảng 10 cây thôi. Đó, đây thẳng nào rồi đó. Đây, cái đường vô rẫy mình đây. Đó, hiển thị lên đó các bạn. Đó, đường vô rẫy mình đó. Còn đây là công ty. Đó, công ty hồi nãy mình đứng mình quay cho các bạn coi đó. Đây, điện ba pha nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dòng điện ba pha. Đó, thì mình cũng đã nói hết rồi ha. Thì mình xin kết thúc video này tại đây. Các bạn có thiện chí mua mảnh đất mình nói trên thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0966268878. Mình sẽ tư vấn thêm mọi thắc mắc cho các bạn. Thì mình cũng nói lại, từ Sài Gòn lên đây là 170, Bình Dương lên 140 cây. Đây ra khoảng gần 10 cây số là tới chợ. Tới chợ cũng gần trường học, gần trung tâm.